Chào mừng các bạn đến với kênh Việt Live TV. Hôm nay again. Rồi. Mình lại gặp các bạn ở một nơi quen thuộc nữa. Một mình và thiên nhiên hoang dã. Các bạn biết tại sao mình phải như vậy không các bạn? Đó là vì trận chiến sức khỏe của cụ ông U40. Mình phải chạy xe hơn 2 tiếng đó các bạn để đến đây đó, để đi như vậy thôi đó. Thì nhiều các bạn hỏi là tại sao mình phải làm như vậy không, có nhiều cách mà đúng không. Mình có thể đi vào gym đồ hóa em ca sinh bây giờ đẹp. Mình có thể đi vào gym, mình có thể nhiều cách tập khác nhau, nhưng mà đối với mình thích cái hiking trail này. Nó cho mình cái nghị lực, nó vừa đủ với cái tầm sức khỏe của mình đi đủ để mà nó đốt calo của người mình. Thì bây giờ là mình chỉ làm những gì có thể trong tầm tay với của mình, trong khả năng của mình, trong phạm vi của mình thì mình làm. Đối với mình bây giờ không có cái gì là đúng và cũng không có gì là sai. Cuộc sống mà, mọi người mọi cảnh, thì mình chọn những ngày rảnh rỗi sau những ngày công việc của mình, tình tùng của mình có người take care, thì mình sẽ tập trung hết tất cả thời gian để mình đốt mỡ, để mình lấy cái sức khỏe của mình. Đó là vàng đó các bạn. Đó là chia sẻ với các bạn. Nói với các bạn thì mình cũng có thể nói được bao nhiêu đề tài thôi, không nói thêm nữa. Nhưng mà với tình yêu của mình, với các em gái thân yêu, thì mình có thể nói sáng đêm. Thì mình bây giờ không biết là em gái nào đang coi video này của mình, nhưng mà nếu em đang coi thì chứ anh xin chào em, và rất hân hạnh được biết em và được có em cùng đồng hành trong cuộc sống của anh. Về các bạn, vừa đi vừa nói bản thân nữa luôn. Cố lên thôi, nay mình hy vọng chạy mấy tiếng hồ 200 cây số đó các bạn, đi 3 vòng này
Mình về. Đuối. Tập luyện không có sướng đâu mày. Rất là cực khổ. Nhưng mà mình phải thử thách, vượt qua chính mình. Cố lên mày có thể thành công. Mày đã lên rồi. Một hiệp. Okay. Cái lại cái tình yêu không quen của anh. Thật sự anh không có biết bây giờ phải nói gì đúng, phải nói gì là sai. Và anh cũng không có biết ai sẽ là người yêu anh thật, ai sẽ là người yêu anh giả. Nhưng mà dù thật hay giả thì anh cũng rất cảm ơn em đã đồng hành bên anh, dù là thời gian ngắn hay là thời gian dài đó. Anh luôn cảm ơn cái điều đó, gọi là một cái niềm vui nào nhỏ nhỏ trong cuộc sống của anh, trong những tháng ngày dài của anh đó. Thì anh rất là cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn tất cả con người em đã bổ hiện khi em đối diện với anh. Đó là lời nhắn gửi rất là chân thành. Và anh muốn gửi đến em. Cuộc sống mà, thật sự em không biết được ngày mai đâu. Ngày hôm nay em ổn, nhưng có thể ngày mai em không ổn đó. Cho nên đôi lúc em cứ giỡn cợt với anh, cứ nghĩ là không, mình đâu cần gì đến ai, nhất là anh già như anh, đúng không? Cụ ông 40 mà U40 rồi. Dạ rồi. Không, tụi em giờ chỉ là yêu thích trẻ trâu rồi hot boy rồi thôi. Nhưng mà nói chứ già nó không có cái giá của già em. Thì mọi cái gì mà đều có cái trả cái giá hết. Em sống cái tuổi trẻ thì em cũng trả cái giá cho tuổi trẻ của em. Anh sống tuổi già thì em trả cái giá tuổi già của anh. Nhưng mà cái anh có được là cuộc sống chất thật và an lành. Anh không cần phải lo miếng cơm manh áo. Ngày ngày anh đi tập luyện thể thao để anh giữ anh có một cái sức khỏe tốt, để anh bảo trì cuộc sống tốt của chính bản thân anh và chính cuộc sống của em sau này. Anh không biết em nào,
Nhưng mà nếu ngày nào anh không có được một sức khỏe, anh không có được một cái chất sống căn bản thì không thể nào mà bảo vệ được, mà bảo bọc được các em đó. Em đều đa số cũng nói là ơ cần gì anh bảo bọc, nhưng mà nhiều khi anh rất là mâu thuẫn. Các em có nói là không cần, nhưng mà rồi các em lại phải lựa chọn đó. Em lựa chọn cái gì đó, phải người thành đạt đó, phải người không có những cái mà sự nghiệp ổn định đó. Tại sao vậy? Nếu em không cần thì tại sao em phải chọn những người như vậy, đúng không? Tại sao em không chọn một cái người xích lô ba gác để mà làm quen, làm bạn, hoặc là làm bồ, làm bịch, hoặc là lấy làm chồng, đúng không? Nên đôi khi các em cứ ảo, không nói đúng sự thật, không sống đúng con người thật của các em. Cho nên thành ra các em cứ phải đi gọi là lòng vòng để mà tìm kiếm. Và đôi khi các em tìm kiếm gặp rồi, gặp giống như anh này, không phải là anh tự hào hay là anh tự chạy, nhưng mà gặp chú như anh này đó, nhưng mà các em còn không biết nữa, còn không nhìn ra được đó, tức là cái tư duy của em còn rất là kém đó, còn rất là non đó. Cho nên đó, các em cứ từ từ mà sống theo cái bản năng của em, sống theo cái tư duy em nghĩ. Rồi đó một ngày nào đó đó, Việt Nam mà tràn vào mà Trung Quốc mà mấy anh Trung Cộng, mà mấy anh mà người Trung Hoa nói tiếng Tiều á, mấy anh Trung Quốc mà ở đồng ở ruộng mà tràn về Việt Nam á, rồi mấy em lấy mấy thằng tàu đó, rồi biết cái giá của em trả nó thấm như thế nào đó. Biết bao nhiêu người con gái Việt Nam rất là cực khổ, lấy chồng Hàn Quốc, lấy chồng Đài Loan, không sướng đâu em. Qua đó cày ruộng cày bừa chết mày luôn đó. Đó rồi cuối cùng than van khóc được với ai, bụng màng. Thì tuy nhiên các em nói là các em không đâu có nằm trong số đó, đúng không? Các em không xinh tươi mà đó. Nhưng mà rồi các em tươi bao nhiêu rồi cũng sẽ tới lúc sẽ tàn em. 10 năm thôi đó. Ví dụ anh trai em là nằm ở U30 trong điển hình đó. Anh quen em, anh cũng thật sự thích quen những em nằm 30, anh nghĩ là trưởng chạc, anh nghĩ là đủ cái trưởng thành mà. Nhưng mà thời gian thấy 30 của ngày hôm nay cũng gần như giống như là thế hệ 9x8x kia, nó trên mây trên gió không à. Cho nên anh có một lời khuyên em, hạ thấp xuống xíu à, đừng có mây gió quá à, rồi trúng gió hồi nào không hay đó em à. Thì đó là cái lời chia sẻ của cụ ông U40 đó, với các em hoặc là các bậc làm anh, hay là những bạn nào, bạn nam nào mà có ý định về Việt Nam lấy vợ hoặc là có người yêu thì hãy nên suy nghĩ kỹ và lựa kỹ. Excuse me. Yeah, I know. It's not an easy one. Wow, really? How many video ready? No. Yeah, I don't even count anymore. I just go back and forth, you know, try to hit how many I can. If we get 3, I'm happy. Thể thao không có tinh thần thể dục, thể thao không có các bạn. Đó là cuộc sống Tây phương vậy đó. Không, sống lành mạnh, sống có chất lượng, đó, sống có một mục tiêu chứ không có sống ảo. Ok. Thế lại với các bạn. Nhưng mà thì nếu mà các anh đó, các bạn nam nào mà muốn Việt Nam lấy vợ thì mình thấy các bạn hãy nên suy nghĩ kỹ lại rất là nhiều khi lựa chọn bạn gái cho bạn đời cho các bạn. Tại vì thật sự chính bản thân mình còn biết chọn ai luôn. Ôi mấy em thấy như là khổng lồ, nhìn là mình sợ luôn. Bây giờ đó mình không có lấy được cái tay các bạn, gái Á Đông tới Việt Nam thôi, tới đàn nước mắm thôi. Ok, đó là chủ đề đi. Thì mấy anh hãy nên cẩn thận, hãy thận trọng khi lựa người bạn đời của mình. Nên bây giờ riết mình cũng không muốn lựa luôn. Trời cho mình ai thì mình lấy người đó. Đó, ai hiểu mình, ai quý mình thì mình quý lại, ai không hiểu mình trả lại giống vậy thôi. Trả em về với em.
tìm chính cho cuộc sống, cho chính bản thân em. Đó. Còn cuộc sống của anh thì vẫn dày, ngày ngày vẫn ra tiệm, vẫn tập luyện, đó, vẫn chăm lo con cái. Cuộc sống mình sống thật, dành thật mình đâu sợ lỡ ha, chỉ có dành giả mới sợ thôi, dành thật cũng sợ đó. Nên anh đâu có sợ bất cứ điều gì đâu đó. Nhưng mà tụi em, tuổi xuân tụi em có được 10 năm thôi đó, thì ráng mình nắm lấy tuổi xuân, lựa chọn cho đúng đó. Mình nếu em đã từ 20 tới 30 mà em đã làm mẹ đơn thân rồi mà em chưa chọn được ai rồi, thì anh thấy là cái lựa chọn của em cũng có khá là có vấn đề rồi đó. Em đợi tới 40 thì anh nghĩ không ai hốt đâu. Tại vì sao? Có mới gì phải hốt 40, mới phải hốt trong 40 như tụi em mà ôm thêm cục nợ rồi về phải hầu hầu em, mà thờ em lên bàn thờ luôn à. Đúng không? Tụi anh đâu có phải loạn não hết đâu, cái gì cái giá của nó chứ. Cho nên ở tuổi 30 em nên chọn đúng người. À. Thôi, thì đó là cái chuyện cuộc sống của em thì anh không có xen vào. À, em muốn chọn ai em chọn. À. À. Thì đó là lời chia sẻ của mình đến các bạn nữ. À, còn các bạn nam thì mình nghĩ chắc các bạn cũng đã từng đi những con đường mà các bạn cũng từng trải nghiệm rồi. À. Thì ai nấy kiểu có một cái đoạn đường khác nhau, có những cái trải nghiệm khác nhau. À, cho nên mình không có nói gom đũa cả nắm được. Ừ. Nên mình như là chia sẻ những cái gì mà cảm xúc ngày hôm nay của mình trên đoạn đường mình đi chiến đấu với sức khỏe của mình, chiến đấu với cuộc sống tương lai của mình, chiến đấu với người bạn đời của mình. À, tại sao mình dùng từ chiến đấu? Tức là mỗi ngày các bạn phải luôn tích cực. À, không bao giờ nó là mỗi ngày đều là ngày suôn sẻ, đúng không các bạn? Cho nên khi mà các bạn gặp cái điều mà trong gai khóc cách của cuộc đời thì bạn phải chiến đấu. Giống bây giờ mình biết tương lai mình về đâu, mình cũng biết là mình sẽ lấy ai làm vợ, mình cũng biết là người vợ mình là ở như là năm châu bốn bể ở phương nào đó. Nhưng mà mình lúc nào cũng luôn mở rộng cánh tay đó, để đón chờ người ấy đó. Thì cuộc đời mình còn dài mà. Nhưng mà nếu ngày hôm nay mình bảo trì được cho mình được một cái sức khỏe tốt đó, một cái cuộc sống an lành, thì mình không sợ là không có cái người mà bạn đời truy kỳ của mình đó, đó sẽ xuất hiện trong những ngày tháng, mặc dù là không biết là xa hay là gần, nhưng mà rồi cũng sẽ xuất hiện thôi đó. Cho nên mình luôn trông chờ điều ấy. À, nói gì đi nữa thì mình ngày tháng nó là dài các em ơi. Ngày hôm nay các em như vậy nhưng mà đừng nghĩ là mãi mãi các em sẽ như vậy, đúng không? Đó, các em có thể có một cái vóc dáng rất là chuẩn, rất là xinh. Thì các em hãy nên tận dụng cái thời gian đó để chọn cho mình một cái chỗ đứng thật sự trong cuộc sống của các em, để các em có thể nương tựa vào. Nhưng các em đừng có nói là các em không cần nương tựa ai. À, tại vì anh biết là nếu mà với cái cuộc sống mà căn bản mà ở cái xã hội Việt Nam bây giờ, anh không nói là các em con nhà quý tộc nha. À, có con ông cháu cha trong dòng tộc mà có ô tô rồi một tháng kiếm mấy chục triệu, năm bảy chục triệu, trăm triệu thì anh không nói nha, anh nói những người bạn bình thường thôi, những người bạn mà làm công sở mà 6-7-8 triệu một tháng á, thì em bảo đảm cái cuộc sống của em không bao giờ là đủ.
đó, có thể đủ bây giờ đó, chi tiêu một tháng, nhưng mà anh nói thiệt, chỉ cần có một cái gì góc cách gì trong cuộc sống, bệnh đau gì em đủ tiền mua thuốc thôi, vô bệnh viện một phát em có tiền trả đó. Đó, cho nên gì đó mà các em phải cần một cái điểm nương tựa thật là vững chắc để mà lo cho cái tương lai cuộc sống của các em nữa, chứ đâu phải là bữa nay các em kiếm được không, ô tôi kiếm được 5-7 triệu bữa nay tôi đủ sống rồi, tôi đâu cần cái ngày mai đâu, đúng không? Và đương nhiên anh nghĩ là các em đủ khôn, đủ thông minh để mà biết cái điều đó. Đó, chẳng qua các em không muốn nhìn nhận thôi, nó bừa thôi nên cái gì mà cái giá. Nên thường ai nhiều khi hàng ngày anh có cái cơ duyên đó, có được cái tự do rồi tiếp nhận nhiều cuộc tình, tin online, những cuộc tình trên Facebook đó, những gọi là vợ vợ chồng chồng của thế kỷ 21. Thầy mà anh thật nha, anh không phải giả đâu, chỉ có tụi em là giả cho anh phải giả, anh rất là thật đó, đó là muốn có một cái tình cảm thật à, nhưng mà chẳng là anh chưa biết là gặp từ nơi đâu thôi, cho nên á anh lúc nào cũng mở rộng lòng đó. Mở rộng lòng đón, gọi là đón nhận tất cả đó, rồi khi nào á, khi mà cái duyên với bất cứ ai mà dừng lại ở bến đỗ của anh á, thì đó là cái duyên trời định của anh đó, cho nên anh không hề là một sở khanh, anh cũng không hề là một nhân vật mà để kiếm vui, hay là anh đâu rảnh đâu em, thật sự một ngày ngày thời gian đâu có đâu đó, mà nhắn tin với em mỗi ngày thì đó là cũng là một cái tình cảm mà anh nhính anh dành cho riêng bản thân và chính bạn trai em đó, đúng không? Nhưng mà nếu mà một lý do đó mà cái duyên nó không đi đến thì đó là tại vì em chưa thật hết lòng đối với cuộc tình mà em đang đeo đuổi đó. Còn với anh thì anh lúc nào cũng thật hết lòng. Tăng cái rừng đi, cái đường đi đường freeway đây, tự do đi, không có đi cầu thang nữa, đi này là ấm luôn á. Đi này khỏi chán. Em thấy không? Trông cái khùng ngồi tiệm đang làm đó, một khách neo á là 50-70 đô, các khách nói cả 100 đô, anh mình làm mình bỏ, anh lên rừng mình sống như này, đó, anh leo trèo gì này. Nhưng mà theo anh quan niệm không, cho dù anh kiếm được 1000 đô, mà nếu anh không có sức khỏe để mà anh xài nó, thì kiếm 1000 đô để làm gì, đúng không? Đó, thì cũng giống như giờ anh có khả năng điều kiện, mà anh không kiếm được một người bạn đời để cùng chia sẻ với anh ở lúc về già, thì tiền nó đâu để làm gì đâu, đúng không? Tiền chỉ là giấy thôi mà đó. Nên bất cứ khi anh quen anh luôn là thật, luôn luôn là thật, chỉ là em chưa thật hết mình để cho anh thật sự hết lòng với em thôi đó. Cho nên khi mà em gặp anh không biết những em đã đi qua hay là những em sắp tới, nếu em coi YouTube này của anh á, thì em hãy suy nghĩ lại trước khi gợi ý làm bạn nha, và hiểu được anh hãy coi Facebook coi, biết là con người của anh, coi YouTube để ủng hộ
ông học cây như thúc. Cô anh cũng sẽ là cô em sau này. Mọi thứ của anh đều là của em. Đó là lời nhắn gửi. Mai muốn gửi đến em tình yêu xa vời trong tầm tay với cô anh. Nhưng anh cũng sẽ với khi nào tới mới thôi, đúng không? Mình có điều kiện mà. Thôi. Ui rắn kìa. Có tiền thấy không? Rồi thôi không chơi vui rồi. Mình không có thích rắn mà. Con gì mà dài ngoan 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 là mày không có thích. Yêu chi để nhớ để chờ để mong để đợi đến giờ được gặp em. Trời ơi giết người. Dạ dạ rồi bạn ơi. Rất là cực khổ các bạn. À. Oh my god. Cố lên. Vì tình yêu, vì tương lai, vì sức khỏe, vì cuộc sống chất lượng. Quyết không bỏ cuộc. Wow. Oh my God.
đáng là tôi we did it. Tới rồi. Wow. Những chặng đường mà ngày ngày mình phải đi qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Nếu các bạn thấy kênh mình hay, hãy nhớ like, subscribe để ủng hộ tinh thần mình. Mình sẽ làm thêm nhiều video thú vị hơn, thực tế hơn, chất lượng của cuộc sống. Việc like TV. Ok, cảm ơn các bạn, cảm ơn các em đã cùng đồng hành với anh. Mình chúc tất cả luôn thành công cho cuộc sống, luôn có những cái sức khỏe bền bỉ để cùng chiến đấu với những tháng ngày còn đang trông chờ chúng ta sắp đến. Ok, bye bye, tạm chào các bạn. Every single day.